Kênh YouTube bán nhà chính chủ quận 7 hôm nay giới thiệu đến các anh chị các bạn căn nhà miếng đất tại hẻm 257 Nguyễn Bình nha anh chị. 257 Nguyễn Bình. Đó, nhà mình là lô nhì Nguyễn Bình nha anh chị. Đó, nhà mình với cái miếng đất của mình đó là được diện tích là ngang 5 và 20 nha anh chị. Nhà mình là lô nhì của Nguyễn Bình nha anh chị. Đó, nhà mình cái có giấy phép xây dựng là một trệt hai lầu nha anh chị. Một trệt hai lầu sân thượng luôn nha anh chị. Đó, nhà mình lô nhì Nguyễn Bình, để mình quay xong rồi mình đưa anh chị vào bên trong cái lô nhì Nguyễn Bình cho anh chị xem như lô nhì của mình nha anh chị nha. Đây, hẻm 257 nè anh chị thấy không? Đó, 257. Đây mình đưa anh chị vào bên trong để mình xem miếng đất của mình. Đó, miếng đất của mình là lô nhì của đường Nguyễn Bình. Đó, giá chủ nhà muốn bán là 2 tỷ 3 nha anh chị. 2 tỷ 3. Đó, miếng đất mình nằm lô nhì nè anh chị thấy không? Đó, năm 20. Khu này khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Khu dân cư hiện hữu luôn. Đó, đường Nguyễn Bình. Đó, miếng đất mình dài xuống tới đây nè anh chị thấy không? Đó. Giá 2 tỷ 3 nha anh chị. Anh chị nào mua anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại 0913781712, mình sẵn sàng mình đưa anh chị qua anh xem nha. Đây. Đó, ngoài đó là đường Nguyễn Bình anh chị thấy không? Diện tích là 520. Mình cách sau đang mặt tiền nha anh chị. Đó, mình lô nhì của đường Nguyễn Bình nha anh chị. Chủ nhà muốn bán giá là 2 tỷ 3 còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Đó. Nhà mình có giấy phép xây dựng là một trệt hai lầu sân thượng nha anh chị. Đó, anh chị đi xem đất anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại 0913781712, mình sẵn sàng sẽ đưa anh chị qua để mình xem đất nha anh chị. Đó, anh chị chưa đăng ký kênh anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha anh chị. Để mình xem những cái nhà đất tiếp theo của bên kênh YouTube bán nhà chính chủ quận 7 nha anh chị. Mình xin chào các anh chị nha.